Xót xa động thái của mẹ ruột sau khi người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại man rợ, nhiều khán giả không khỏi tò mò về phản ứng của mẹ ruột người mẫu Thái Thiên Phượng sau nghi vấn cô bị cả gia đình chồng cũ sát hại dã man. Trong những ngày qua, vụ sát hại dã man người mẫu Hồng Kông Trung Quốc Thái Thiên Phượng đã trở thành đề tài bàn tán nóng nhất châu Á. Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình và ám ảnh bởi sự ra tay tàn ác của cả gia đình chồng cũ nữ người mẫu xấu số. Mới đây, loạt khán giả đã vào trang cá nhân của Thái Thiên Phượng cùng mẹ ruột cô để gửi lời chia buồn và mong nữ người mẫu ra đi thanh thản. Đáng chú ý, trong bối cảnh vụ án của con gái đang gây rúng động toàn châu Á, mẹ ruột Thái Thiên Phượng luôn giữ im lặng, chưa một lần công khai lên tiếng về vụ việc đau lòng này. Bà chỉ nhấn like những bình luận an ủi của người hâm mộ như một hành động cảm ơn sự quan tâm của họ về người con gái quá cố của mình. Thái độ lặng lẽ của bà giữa bão dư luận không khỏi khiến công chúng xót xa, thương cảm. Được biết, nhà Thái Thiên Phượng có 3 người con gái, nữ người mẫu là chị cả trong nhà. Dù chưa từng chia sẻ về vụ án rúng động của con gái trên các phương tiện truyền thông, nhưng một số nguồn tin từ truyền thông xứ Trung cho biết mẹ của Thái Thiên Phượng đã có một giấc mơ lạ sau khi nữ người mẫu mất tích. Bà mơ thấy con gái ở một nơi có chó, ngựa vây quanh và Thái Thiên Phượng đã nói với mẹ trong giấc mơ rằng cô đang ở Taipo, Hồng Kông. Mẹ cô chưa từng đến Taipo, vì vậy bà đem chuyện này kể với cảnh sát. Cuối cùng, các nhân viên cảnh sát đã thực sự tìm thấy các phần thi thể của nữ người mẫu tại một ngôi nhà cho thuê ở Taipo. Hiện không có nhiều thông tin về bố mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, nhưng truyền thông xứ Trung tìm ra chi tiết thông qua những hình ảnh và video được mẹ của cố người mẫu đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, mẹ Thái Thiên Phượng là một phu nhân hào môn và có lối sống sang chảnh, quyền quý. Bà rất ít khi chia sẻ hình ảnh chồng mình lên mạng xã hội và thường khoe clip về Thái Thiên Phượng. Một lần, nữ người mẫu lộ diện trong video đi cắt quốc và không tiếc lời khen ngợi con gái là đứa trẻ lớn, tốt bụng và dễ thương. Đáng chú ý, mẹ Thái Thiên Phượng rất quý anh Tam, chồng mới của con gái. Bà mô tả con rể của mình là người siêu hiếu thảo và luôn chuẩn bị sẵn sàng ngàn lời quan tâm mỗi khi gặp gỡ. Bà cũng hết lời khen ngợi nhà chồng mới Thái Thiên Phượng, không ngại bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ anh Tam vì đã cưng chiều cô con gái lớn của bà như công chúa. Trước đó, trang HK01 đưa tin vào ngày 24 tháng 2, thi thể của nữ người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng Abby Choi đã được cảnh sát tìm thấy ở một ngôi làng tại Taipo, Hồng Kông, trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giam 4 nghi phạm bao gồm chồng cũ Alex Cao Phong, anh trai chồng cũ Anthony Cao Phong cùng bố mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Ngoại trừ mẹ chồng cũ, cả 3 người còn lại đều bị cáo buộc giết người và tất cả đều không được bảo lãnh trong thời gian điều tra vụ án mạng man rợ này.